Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Và sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức Canada nổi bật được cập nhật trong bản tin trưa ngày 19 tháng 11. Bộ Giao thông Canada tăng cường kiểm tra du khách đến Ấn Độ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Anita Inan cho biết với lý do hết sức thận trọng, Bộ của bà sẽ tăng cường các biện pháp an ninh đối với những người đi du lịch đến Ấn Độ. Bộ Giao thông Canada đã thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh bổ sung tạm thời đối với du khách đến Ấn Độ, Ainon cho biết trong một thông cáo báo chí vào tối thứ hai, hành khách có thể gặp phải một số sự chậm trễ trong quá trình kiểm tra trong khi các biện pháp này được áp dụng. Các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện bởi cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada, CASA, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý của họ trước khi vào khu vực hạn chế tại các sân bay ở Canada trong khi các hoạt động sàng lọc do cách xa thực hiện bao gồm quét dấu vân tay khi cần theo dõi một người, gửi hành lý sách tay qua máy chụp x-quang và kiểm tra trực tiếp hành khách. Tháng trước, một chuyến bay của Air India từ New Delhi đến Chicago đã phải chuyển hướng đến Iqaluit vì lo ngại có bom, không tìm thấy bom trên máy bay. Người Canada sẽ nhận tiền trợ cấp nuôi con trong tuần này trong bối cảnh bưu điện Canada đình công. Tuần này, các bậc phụ huynh Canada sẽ nhận được các khoản phúc lợi Canada Child Benefit (CCB) tháng 11, mặc dù có sự gián đoạn dịch vụ bưu chính do cuộc đình công của công nhân Canada Post, các gia đình đủ điều kiện có trẻ em dưới 18 tuổi sẽ nhận được các khoản thanh toán CCB qua chuyển khoản ngân hàng hoặc gửi qua bưu điện, như thông báo từ cơ quan thuế vụ Canada. Dù cuộc đình công vẫn tiếp diễn, Canada Post đã đạt được thỏa thuận đặc biệt với liên đoàn công nhân bưu chính Canada để bảo đảm các chi phiếu phúc lợi bao gồm CCB và các phúc lợi tỉnh bang như là phúc lợi gia đình Alberta sẽ được gửi đúng hẹn vào ngày 20 tháng 11. Cuộc đình công hiện đang gây gián đoạn các dịch vụ thư tín thường xuyên, không ảnh hưởng đến các chi phiếu phúc lợi chính phủ như là Canada Pension Plan CCP, OA Security OAS, phúc lợi cựu chiến binh và các khoản chi hưu trí cho người cao tuổi ở các tỉnh như là Quebec và Alberta. Đối với các bậc phụ huynh, số tiền CCB tháng này được tính dựa trên thu nhập ròng gia đình từ năm trước, cũng như số lượng và độ tuổi của trẻ em. Vào tháng 11, các gia đình có thể nhận tối đa 648 đô 91 sen cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi, tăng 4,7% so với năm ngoái. Đối với trẻ em từ 6 đến 17 tuổi, số tiền tối đa sẽ là 547,50 đô la để đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản thanh toán thu nhập ròng gia đình dưới 36.502 đô la. Các gia đình có thu nhập cao hơn mức này sẽ nhận được khoản phúc lợi giảm dần. Đặc biệt, các gia đình nhận khoản thanh toán lâm xâm vào tháng 7 vì tổng phúc lợi trong năm thấp sẽ không nhận thêm khoản tiền nào trong tháng này. Điều kiện để nhận CCB là người nộp đơn phải cư trú tại Canada và có trẻ em dưới 18 tuổi, đồng thời là người chăm sóc chính của trẻ. Trong trường hợp chia sẻ quyền nuôi con, mỗi phụ huynh sẽ nhận được 50% số tiền phúc lợi. Bão tuyết lớn tấn công Canada, mưa tuyết, mưa đá và sương mù khắp nơi. Người dân Canada đang chuẩn bị đón tuần lễ đầy băng giá khi tuyết rơi, mưa đá và cảnh báo sương mù xuất hiện ở các tỉnh phía Tây và phía Đông của đất nước. Tại phía Tây Canada, trung tâm Alberta bao gồm cả Calgary, Dự báo sẽ có tới 10 cm tuyết rơi vào thứ hai, với lượng tuyết giảm dần trong suốt ngày, cơ quan môi trường Canada cảnh báo rằng tình hình có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trong giờ cao điểm ở các khu vực đô thị. Đồng thời, một cơn bão tuyết mạnh sẽ tấn công khu vực đông Saskatchewan và tây Manitoba. Cơn bão này được hình thành bởi một hệ thống áp thấp từ phía nam, mang theo mưa đá từ 15 đến 30 cm tuyết và gió mạnh lên đến 80 cây số giờ từ thứ hai đến thứ tư. Tại British Columbia, khu vực ven biển trung tâm sẽ đối mặt với gió mạnh từ thứ ba đến sáng thứ tư. Cơn gió mạnh nhất dự báo vào đêm thứ ba, một hệ thống áp thấp sẽ sâu thêm trên đảo Vancouver, mang theo mưa to và điều kiện nguy hiểm cho khu vực này. Ở Ontario, sương mù dày đặc sẽ làm giảm tầm nhìn, đặc biệt tại các thành phố như Linden, St. Thomas và Woodstock. Nhưng tình trạng này sẽ cải thiện với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này người dân canada được khuyên nên chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những cản trở giao thông và tình hình thời tiết lạnh giá bất thường Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Thủ tướng Trudeau sẽ tham dự ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh G20 trở về Ottawa. Thủ tướng Justin Trudeau đang tham dự ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil. Ông dự kiến sẽ tham dự phiên họp làm việc về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng, đồng thời phát biểu với giới truyền thông. Thủ tướng Trudeau cũng sẽ tham dự phiên bế mạc của hội nghị thượng đỉnh và tiệc chia tay do tổng thống Brazil tổ chức. Sau đó, thủ tướng sẽ quay trở lại Ottawa, nơi hạ viện đã trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Thủ tướng Trudeau đã dành ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 để họp với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông đã nói chuyện với ông Biden gần nửa giờ trong cuộc gặp, có thể là cuối cùng của họ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Ontario đề xuất giải quyết vấn đề suy giảm số lượng người nhập viện chăm sóc dài hạn. Ontario đang đề xuất một dự án thí điểm để giải quyết vấn đề xếp hạng sai văn hóa trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Sau khi dự luật số 7 năm 2022 gây ra tình trạng người cao tuổi bị đưa vào nhà dưỡng lão không phù hợp với văn hóa ngôn ngữ của họ, Dự luật bill số 7 ưu tiên tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện vào các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhưng điều này đã khiến nhiều người bị chuyển vào nhà dưỡng lão không phải cộng đồng của mình, ví dụ như người không nói tiếng Ý vào nhà dưỡng lão Ý. Bộ trưởng chăm sóc dài hạn Natalia Kusendova Pasta đã đề xuất điều chỉnh quy định cho phép ưu tiên tiếp nhận vào các nhà dưỡng lão văn hóa trong danh sách khủng hoảng, tức là người chờ đợi trong bệnh viện để bảo đảm phù hợp với ngôn ngữ và tôn giáo. Dự án thí điểm này sẽ được giới hạn về thời gian và số lượng cơ sở tham gia, giúp chính phủ đánh giá hiệu quả. Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Toronto, xe BMW bị đánh cắp tông vào xe buýt TTC khiến 9 người bị thương. Một vụ tai nạn nghiêm trọng vào sáng sớm ngày thứ hai tại Toronto đã khiến 9 người bị thương, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch sau khi xảy ra va chạm giữa một chiếc xe buýt TTC và một chiếc BMW X6 được cho là đã bị đánh cắp. Theo cảnh sát Toronto, vụ tai nạn xảy ra ngay trước 2 giờ sáng tại giao lộ Bathurst Street và Wilson Avenue. Cảnh sát viên Brian Maloski cho biết vụ tai nạn liên quan đến hai xe di chuyển với tốc độ cao theo hướng Tây trên Wilson Avenue. Thông tin ban đầu cho biết hai phương tiện đã di chuyển với tốc độ rất cao. Một chiếc SUV đen đã vượt qua giao lộ thành công, nhưng chiếc BMW trắng đã không thể. Nó đã va và chạm vào phía bên lái của xe buýt TTC đang di chuyển về hướng nam, gây ra một vụ va chạm rất mạnh. Lực va chạm mạnh đến mức chiếc xe buýt TTC quay 180 độ và bị văng lên lề đường, quay mặt về phía bắc. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, chiếc BMW trắng đã bốc cháy. Với bốn người bên trong, hai người trong số họ hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi hai người còn lại bị thương nặng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Malosky xác nhận rằng chiếc BMW là bị đánh cắp và cho biết hai trong số bốn người trong xe này đã được tại ngoại. Một người đang đối mặt với cáo buộc cướp tài sản. Giao lộ đã bị đóng cửa trong vài giờ nhưng đã được mở lại vào chiều thứ hai. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hoặc video về vụ việc hãy liên hệ vì họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Hơn 12 chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn do tuyết rơi ở phía đông Calgary vào sáng thứ hai, cảnh sát RCMP Alberta thông báo về một vụ tai nạn liên hoàn trên Highway số 1, phía đông Calgary, liên quan đến ít nhất 12 chiếc xe. Tai nạn xảy ra giữa Highway 842 và Highway 56 gây tắc đường nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra trong bối cảnh tuyết rơi nặng khi cơ quan môi trường và biến đổi khí hậu Canada phát cảnh báo tuyết rơi cho khu vực Calgary vào sáng thứ hai. Tuyết rơi cũng gây ra nhiều vụ tai nạn tại Calgary trong đó có Stony Trail ở gần Country Hills Boulevard. Tuyết rơi cũng ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Hội đồng giáo dục CCK thông báo đóng tất cả các trường học vào thứ hai vì điều kiện đường xá xấu, trong khi thành phố Calgary đã phải thay đổi lộ trình của một số tuyến xe buýt khi tuyết tiếp tục rơi trong suốt buổi chiều. Quebec công bố kế hoạch 7,5 triệu đô la để mở rộng dịch vụ phá thai. Quebec đang triển khai một kế hoạch 7,5 triệu đô la nhằm bảo vệ và mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ phá thai trong bối cảnh lo ngại về sự xói mòn quyền lợi phụ nữ. Kế hoạch này tập trung vào việc cải thiện dịch vụ phá thai ở ngoài Montreal, nơi thời gian chờ đợi có thể lên tới 5 tuần. Martin Byron, Bộ trưởng Bộ quyền phụ nữ của Quebec, đã công bố kế hoạch vào sáng thứ Hai, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp bảo vệ quyền lợi phụ nữ và đối phó với các phong trào chống phá thai đang lan rộng ở Canada, đặc biệt là ảnh hưởng từ phía Hoa Kỳ. Các biện pháp chính trong kế hoạch bao gồm mở rộng quyền tiếp cận phá thai bằng thuốc, với mục tiêu thiết lập dịch vụ tư vấn từ xa để rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt là cho những người sống ở khu vực xa. Chính quyền tỉnh cũng dự định mở thêm các phòng khám phá thai, bao gồm một phòng khám mới tại Quebec City. Bên cạnh việc cải thiện quyền tiếp cận, kế hoạch cũng bao gồm các biện pháp chống lại thông tin sai lệch về phá thai. Tuy nhiên, một số nhóm vận động đã bày tỏ sự thất vọng khi chính phủ chưa đề xuất việc miễn phí các biện pháp tránh thai, mặc dù British Columbia đã thực hiện điều này từ năm 2023. Các công ty tại British Columbia nổi bật trong danh sách 100 nhà tuyển dụng hàng đầu của Canada. Hơn một chục công ty tại British Columbia đã được vinh danh trong danh sách 100 nhà tuyển dụng hàng đầu của Canada theo bảng xếp hạng hàng năm của MediaCorp Canada Inc. đăng trên tờ The Globe and Mail. Những công ty năng động và tiên tiến này được công nhận vì môi trường làm việc xuất sắc, các phúc lợi cho nhân viên và sự tham gia tích cực vào cộng đồng. Đại học Simon Fraser ở Burnaby Mountain đã nhận được điểm A cộng về môi trường làm việc và phúc lợi. Với đội ngũ 3.500 nhân viên, Đại học Simon Fraser nổi bật nhờ vào chương trình hỗ trợ thai sản và nghỉ phép cho cha mẹ rất hào phóng, cung cấp tới 100% lương trong 35 tuần và có thể kéo dài thêm thời gian nghỉ không lương. Môi trường làm việc độc đáo của trường kết hợp với cam kết chăm sóc nhân viên giúp Đại học Simon Fraser lọt vào danh sách này. C-SPAN ở North Vancouver cũng góp mặt trong danh sách nhờ vào không chỉ các buổi tiệc lễ hội hoành tráng như một bữa tiệc cho 3.000 khách tại BC Place với dàn nhạc sống mà còn nhờ vào chương trình đào tạo trị giá hàng triệu đô la dành cho thanh niên người bản địa. c còn cung cấp cho nhân viên khoản thưởng tuyển dụng 1.000 đô la và tùy chọn làm việc kết hợp. Công ty kỹ thuật Mark Elhoney LTD được công nhận nhờ vào việc thúc đẩy văn hóa thể thao với các thẻ thành viên phòng tập thể dục được trợ cấp cho nhân viên trong khi đó sap canada một công ty lập trình máy tính ở vancouver nhận được đánh giá cao vì cung cấp thời gian làm việc linh hoạt và thiết kế lại không gian văn phòng để phù hợp hơn với nhu cầu của nhân viên tech resources limited có trụ sở tại vancouver cung cấp cho nhân viên quyền lợi sử dụng lớp học thể dục và bể bơi tại ywca ở gần đó cùng với các chương trình đào tạo tại chỗ và trực tuyến Bao gồm các chương trình thực tập, học nghề khai thác và cố vấn. Tại Vancouver Island, công ty quản lý đầu tư British Columbia (BCI) nổi bật với cam kết khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng, cung cấp ngày nghỉ có lương để làm tình nguyện. Dịch vụ công cộng BC tại Victoria cũng đã được vinh danh nhờ vào việc chú trọng đến hoạt động tình nguyện và hỗ trợ phụ cấp nghỉ phép cha mẹ cho 37.000 nhân viên. Người Canada ngày càng lo ngại về tác động kinh tế của di cư theo khảo sát mới. Một khảo sát mới của Bảo tàng Nhân quyền Canada cho thấy ngày càng có nhiều người Canada lo ngại về di cư, đặc biệt là vai trò của nó trong việc tạo ra gánh nặng kinh tế cho đất nước. Khảo sát này được thực hiện trong 2 năm 2023 và 2024 đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm công chúng, với đa số người tham gia cho rằng những người tị nạn và người xin tị nạn nhận quá nhiều lợi ích một số kết quả chính bao gồm 56% người Canada tin rằng người tị nạn và người xin tị nạn nhận quá nhiều lợi ích, tăng đáng kể so với 49% vào năm 2023. 44% người tham gia khảo sát cho rằng di cư không mang lại lợi ích cho đất nước, giảm từ 52% vào năm ngoái. 41% cảm thấy rằng có quá nhiều sự chú ý tập trung vào quyền lợi của những người mới đến. Những kết quả này xuất hiện sau thông báo của chính phủ liên bang vào tháng 10 về việc giảm số lượng nhập cư, đặc biệt là người nhập cư thường trú. Cảm giác bất mãn của công chúng cũng được nhấn mạnh bởi mối liên hệ ngày càng rõ rệt giữa di cư và gánh nặng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở. Khảo sát cũng cho thấy người dân Canada vẫn lạc quan về các quyền lợi con người trong nước, đặc biệt là quyền của người bản địa và bình đẳng giới. Tuy nhiên, quan điểm về các quyền con người quốc tế ít tích cực hơn với chỉ một trong ba người Canada cảm thấy lạc quan về bảo vệ quyền con người ở nước ngoài. Bộ Y tế Canada thu hồi hàng ngàn bộ quần áo trẻ sơ sinh vì nguy cơ cháy. Bộ Y tế Canada vừa phát đi thông báo thu hồi hàng trăm bộ quần áo sơ sinh hữu cơ và áo liền quần cho trẻ nhỏ do công ty quần áo bền vững Prodesign Inc. ở Ontario sản xuất vì lo ngại những bộ đồ này có thể gây ra nguy hiểm cháy nổ và làm cho trẻ bị thương. Theo thông báo thu hồi được phát hành trong tuần này, các bộ kimono rompers bị thu hồi không đáp ứng các yêu cầu về tính chống cháy đối với đồ ngủ trẻ em, có thể gây ra chấn thương do bỏng nếu tiếp xúc với lửa. Bộ Y tế Canada khuyên khách hàng trả lại các sản phẩm này để nhận lại toàn bộ tiền. Các bộ đồ bị thu hồi được sản xuất tại Ấn Độ, có 15 mẫu thiết kế khác nhau và có 3 kích cỡ: 6 đến 12 tháng tuổi, 12 đến 18 tháng tuổi và 18 đến 24 tháng tuổi. Bộ Y tế Canada giải thích rằng đồ ngủ rộng rãi có nguy cơ cháy cao hơn so với đồ ngủ ôm sát người vì chất liệu thừa có thể tiếp xúc với các nguồn lửa như bếp, nến và diêm, làm tăng khả năng gây hỏa hoạn. Số lượng 2053 bộ rompers đã được bán từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024 bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này. Podizai đã xác nhận vấn đề nhưng cho biết tính đến ngày 12 tháng 11 chưa có báo cáo nào về thương tích liên quan đến các bộ đồ bị thu hồi. Khách hàng đã mua các bộ rompers có thể trả lại sản phẩm để nhận lại tiền hoàn toàn bằng cách liên hệ với Podizai qua số điện thoại 416 792 7070 hoặc email customercare at com hoặc truy cập vào website của công ty để biết thêm thông tin chi tiết. Tác giả Toronto Anne Michaels giành giải thưởng Giller. Nhà thơ và tiểu thuyết gia Anne Michaels đã kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng nghệ thuật Canada vào tối ngày thứ hai khi bà nhận giải Giller danh giá cho tiểu thuyết Hell. Giải thưởng trị giá 100.000 đô la được trao cho Michaels nhờ tác phẩm của bà, một cái nhìn đa thế hệ về chiến tranh, chấn thương và sự kiên cường kéo dài suốt hơn một thế kỷ. Ban giám khảo đã ca ngợi Hell vì sự khám phá sâu sắc và hấp dẫn về cái chết, sự kiên cường và những mong muốn của con người. Lễ trao giải Guler diễn ra giữa làn sóng phản đối từ một số tác giả nổi tiếng của Canada, những người đã tẩy chay giải thưởng vì mối liên hệ của nhà tài trợ với Israel. Ngoài cuộc tranh cãi, Michael chia sẻ về các chủ đề trong Health nói rằng viết lách là một hình thức chứng kiến chiến tranh và sự thờ ơ. Bà khẳng định rằng niềm hy vọng bà tìm kiếm trong những thời khắc đen tối của lịch sử là không thể tránh khỏi và không thể phủ nhận một niềm hy vọng mà một người có thể tin tưởng suốt cuộc đời mình. Lễ trao giải Giller 2024 làm nổi bật những chia rẽ trong cộng đồng văn học Canada, đặc biệt là về vai trò của nghệ thuật, chính trị và tài trợ doanh nghiệp. Sự kiện tối qua là dịp để tôn vinh thành tựu văn học xuất sắc, nhưng cũng phản ánh một cuộc tranh luận lớn hơn về trách nhiệm và đạo đức trong nghệ thuật. Và tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. 1 đồng đô la Canada đổi 0,7121 đồng đô la Mỹ và cũng đổi được 0,6732 đồng euro. 1 đồng đô la Canada đổi được 18.125 đồng Việt Nam, 1 USD đổi 25.371 đồng Việt Nam. 1 ounce vàng có trị giá tương đương với 2.625,82 đồng đô la Mỹ cho 1 ounce và cũng tương đương với 3.674,93 đồng đô la Canada vừa rồi là những tin tức canada nổi bật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi